Mến chào quý vị độc giả đã trở lại với buổi tư vấn về sức khỏe của cổng thông tin sức khỏe Alo Bác Sĩ. Thưa quý vị, khi nhắc đến món trà sữa thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến giới trẻ, món yêu thích cực kỳ của giới trẻ. Tuy nhiên thì trà sữa hay là rau má mix được bán phổ biến ở khắp mọi nơi. Và có bao giờ chúng ta đặt ra câu hỏi là về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm của những món này hay không? Và để giải đáp những vấn đề xung quanh món trà sữa và rau má mít thì chúng ta hãy cùng gặp gỡ thạc sĩ bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương, trưởng đơn vị nội soi tiêu hóa của bệnh viện Nguyễn Tri Phương sẽ giải đáp cho quý vị về vấn đề này nhé. Và cảm ơn bác sĩ đã đồng ý tham gia chương trình ạ. Mến chào Minh Khuê, mến chào quý vị độc giả của cổng thông tin Alo Bác Sĩ. Dạ vâng, và cả Minh Khuê là cũng là tín đồ của trà sữa. Tuy nhiên thì em nghe nói là một ly trà sữa chứa đến 500 calo và trong đó thì một ly trà sữa đã chứa 50 gram đường, tức là 200 calo. Và ngoài ra thì có những loại topping như là pudding trứng hay là kem cheese cũng cực kỳ chiếm rất là nhiều calo. Vậy nếu mà một người uống một ly trà sữa thì phải tập bao nhiêu phút vận động như thế nào để tiêu hóa được 500 calo đó ạ, thưa bác sĩ? Trà sữa là một cái món hình như mới thịnh hành trong khoảng 10 năm gần đây, mà đặc biệt là trong 5-7 năm nay thì nó lên ngôi. Thì cái món đó là một cái món cũng khá hấp dẫn, tôi đã từng uống rồi. Nhưng mà đối với tôi đó chỉ là một trong những cái món ăn giống như Việt Nam mình có chè xôi nước, rồi có chè bà ba, rồi có chè đậu xanh gì đấy, nó là một cái món thôi. Món đó của người Trung Hoa mà phát xuất của nó từ Đài Loan. Thì đó là một cái văn hóa ẩm thực, tôi hoàn toàn không có hề phản bác cái chuyện đó. Nó như là một loại của chúng ta. Không biết Minh Khuê ăn rồi tính đâu. Thì thường thường nó là trà, rồi sữa, rồi mấy hạt trân châu. Đó là một cái trà sữa gọi là cơ bản. Do đó có tên là trà sữa, là trà và sữa. Mà cái ngon chính là hạt trân châu. Thì đây tôi chỉ muốn đề cập với quý vị là cái vấn đề là đứng về mặt y học, về mặt sức khỏe thì đúng như Minh Khuê đã mở đầu, có ai quan tâm tới uống vậy thì thấy ngon cái miệng đó, nhưng mà có hại cái thân không, có tốt không, hay là hại hay như thế nào? Thì thứ nhất, chuyện đầu tiên á, là đương nhiên vệ sinh thực phẩm là cái vấn đề gọi là không riêng gì trà sữa, không phải đổ tội cho nó là tại nó mất an toàn vệ sinh thực phẩm, không phải. Cái món nào cũng như vậy hết. Thì bây giờ tôi sẽ phân tích từng vấn đề một. Chuyện đầu tiên là về cái năng lượng, nhất là nói chung không có riêng gì các chị, các anh, tất cả mọi người. Bây giờ là modern, bây giờ là phải người gọi là body hoặc là là có vòng eo chuẩn, tức là không có mập mà mới là dòm coi là đẹp, coi sipo. Thế thì trà sữa, nếu như mà những người thích cái thân hình đó mà uống trà sữa thì hơi bị mệt, bởi vì đây là những cái lý do. Thứ nhất á, là trà sữa đúng như mà Minh Khuê phân tích thì nó chứa khoảng 50 tới 55 gram đường cát của mình, nó đường nguyên chất. Không biết Minh Khuê có tự làm trà sữa nhà làm chưa, thì chắc chắn phải có đường. Nếu không có đường thì uống dở ẹt. Chắc chắn là có đường. Mà 50-60 gram đường đó là nó đã cung cấp hơn 200 kilo calo. Cái kilo calo là gì? Là cái cơ thể con người mình đó. Cơ thể chúng ta là cơ thể sống chứ không phải cơ thể chết. Cơ thể sống thì là nó phải có năng lượng. Thì một cái người hoạt động bình thường, chứ không phải là lao động nặng nhọc, lao động bình thường, thì chúng ta cần khoảng 2.000 tới 2.500 kilo calo một ngày. 2.000-2.500 kilo calo một ngày. Và coi như á, cái nguồn năng lượng đến từ đâu? Từ chất bột đường, từ chất béo và từ chất đạm. Thì lý tưởng á, thì chất bột đường, tôi nói chất bột đường chứ không phải chất đường nha,
À, những cái gì thuộc về tinh bột và đường tinh luyện, đường đây có thể là đường cát, đường trong nước ngọt, đường từ trái cây cũng có chất đường. Rồi trong cái gì thuộc về tinh bột, xôi, phở, hủ tiếu, cái phần tinh bột đó, là cũng là tôi gọi chung là chất bột đường chúng ta ăn bánh mì. Thì tổng cộng cái phần gọi là trong một 2.000 kilocalo đó, thì tổng cộng cái chất bột đường đó, nó chỉ nên là theo cái khuyến cáo về dinh dưỡng chỉ nên chứa khoảng 50% là tốt, nếu mà quy ra đó là mà chiếm 50% là tốt, là nó quy ra đó, là coi như là nó khoảng là 250 gram đường, 250 gram đường. Đương nhiên chúng ta không thể nào ăn tới 250 gram đường. Thế nhưng mà trong cái phần từ tinh bột là tôi nói tối đa là 50%, tức là ít hơn là nó tốt. Phần còn lại lấy từ chất đạm và một phần nhỏ từ chất béo là khoảng 10%. Chất đạm nên chiếm khoảng 30% tới 40% là tốt nhất. Tuy nhiên với Việt Nam ta là đất nước mà nó chưa phải như những nước phát triển, năm nay cái thành phần bột đường vẫn chiếm năng lượng chủ yếu là tới 60-70%. Thì là nên giảm cái chất bột đường. Như vậy chính chúng ta uống trà sữa là chúng ta uống cái chất bột đường quá nhiều. Mà nãy tôi đang nói về cái chất bột đường, thì theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, thì một ngày á, chúng ta nên nạp cái, đương nhiên từ chất bột đường nó nhiều thứ, từ cái đường tinh luyện là đường trái cây được. Một ngày á, chúng ta chỉ nạp không quá 60 gram đường. Không phải về vấn đề năng lượng, mà cơ thể chúng ta mà đốt cháy từ cái đường, đường nguyên chất, đường ngọt, đường cát trắng đang đó, đốt cháy bằng từ năng lượng từ nhiều cái đó. Nó có một cái hại, không phải chuyện béo phì, làm cho cơ thể chúng ta mau lão quá. Như vậy người nào thích ăn ngọt, hảo ngọt, mau già hơn. Già đây là già về mọi chuyện, chứ phải chỉ có cái mặt già, lão quá cơ thể. Cái người dòm cái mặt trẻ nhưng mà ở trong rượu hết rồi, như ông bà, ông già 40-50 tuổi, lão quá. Mà nghe tới lão quá thì các chị em thì là sợ, giờ mặt già không ai thích hết. Như vậy rõ ràng nếu một ngày mà chúng ta đã quất một ly trà sữa là coi như chúng ta đã xài hết dự trữ. Coi như là quota chúng ta là chỉ có một ngày là chỉ được 50-60 gram được. Mà chúng ta quất một ly trà sữa, mà thậm chí tôi thấy có nhiều bạn làm luôn hai ly. Một ly trà sữa kiểu kem này quá quota, mau già. Chưa nói cái chuyện mập ốm, cái chuyện sức khỏe gì khác. Đó là khoa học đã chứng minh, do đó Tổ chức Y tế Thế giới mới đưa ra là chúng ta đương nhiên năng lượng từ cái chất bột đường. Nhưng mà thí dụ chúng ta ăn đường trái cây, đương nhiên nó vẫn làm tăng đường. Chúng ta ăn ngay một ngày không ăn bánh mì hay không ăn cơm, chúng ta phải có cái chất độn. Chứ bây giờ bắt ăn rau với lại ăn thịt không cũng khổ. Nên chúng ta ăn hết quota, hết quota chất đường của chúng ta. Nghe tới đó, nghe tới đây thấy nhiều người thấy thấy là cái hại thứ nhất. Như vậy đương nhiên là ví dụ như một tuần chúng ta ăn một lần hai lần là, thì đó là bởi tôi quan điểm nó là một cái món ăn giống như chè chuối của mình hay là xôi nếp than, là một cái món ăn của mình mà đó là của người này đó, vậy thôi. Chứ còn ngày nào cũng tính đồ cứ uống hoài hết cô ta nói về sắc đẹp đó, tức là không phải sắc đẹp không mà lão quá nói chung. Rồi chuyện đó chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, cái hạt trân châu của chúng ta đó, bản chất nó là bột năng hay bột sắn gì đó, giống như bột lọc, giống như bánh bột lọc, nó dai dai, nó ngon, nhờ cái trân châu đó. Dạ đúng, em uống một ly trà sữa mà em không có trân châu là em sẽ không uống. Đúng rồi, thì trà sữa nó lên ngôi nhờ có cái trân châu, và đi với trà sữa phải đi chung với nhau. Thế thì nếu mà cái trân châu đó nó cũng là chất bột trơn, nó không có một cái chất gì hết, nó tạo ra năng lượng, một cái hộp mình ăn nó cũng tạo năng lượng là khoảng 10 tới 12 kilocalo. Nếu hộp bự bự chút ra tới 15 kilocalo. Vậy không biết là mình Khuê nuốt một lần một ly trà sữa chắc đâu đếm nổi cả trăm viên chân châu. Ít nhất phải 50-60 viên chân châu mới ngon. Tại vì uống trà sữa không có chân châu không thể uống đâu mà.
viên chân châu là nó ít nhất, tôi nghĩ ít nhất phải 50-60, thông thường là cả 100 viên chân châu. Mà 100 viên chân châu là ra thêm là coi như là cả 100 kilo calo. À đúng chưa? Rồi những cái phải thêm vô, không biết mình phải uống trà sữa là trà sữa rồi là gọi là đường đường chính chính chỉ có chân châu rồi trà và sữa là được là hết, có pha thêm mấy cái pudding hay topping rồi vô không? Dạ có, lâu lâu em vẫn kêu thêm kem cheese với pudding trứng à. Đó, thì đó những cái đó là thêm năng lượng. Vậy thì một ly trà sữa nó không còn giới hạn lại cỡ 300-400 kilocalo nữa, mà nó lên tới 500-600 kilocalo. Và nó hoàn toàn nó không có một cái cân bằng dinh dưỡng gì. Coi như 50% là từ chất bột đường và 50% từ chất béo, không có một cái chất đạm gì hết, nó gần như không có vitamin. Gần như không có vitamin, không có chất xơ. Do đó là đứng về mặt năng lượng thì thấy nó tạo nhiều đấy. Nhưng mà nó không có cân bằng lắm. Và vậy thì nãy Minh Khuê có hỏi giờ lỡ uống thấy nhiều vậy giờ sợ mập làm sao? Nghe đi rồi chúng ta sẽ tiếc nuối. Có nghĩa là nếu mà chúng ta uống một ly trà sữa mà như Minh Khuê vừa nói, uống lâu lâu thêm pudding, tập thể dục, chạy bộ, chạy ra mồ hôi, chạy ra mồ hôi khoảng 40 phút, suy nghĩ kỹ đi. Không có là dư năng lượng, dư thừa nó sẽ dễ béo phì, rồi thừa cân, rồi mỡ máu, rồi đái tháo đường, vân vân. Đó là hậu quả về cái vấn đề chuyển hóa những cái chất trong cơ thể. Còn nhiều người thích nhẹ nhàng hơn, đi khiêu vũ bằng một đêm khiêu vũ. Ta phải khiêu vũ khoảng 2 tiếng đồng hồ. Đương nhiên phải nhảy là điệu cha 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 là những cái, chứ phải xì lô là không có tác dụng, không có tác dụng tiêu. Phải những cái điệu nhảy sôi động thì nó khoảng gần 2 tiếng đồng hồ. Khoảng từ, và nó dao động từ khoảng 100 phút nữa, khoảng đó. Những điệu nhảy sôi động thì mới được. Chứ còn như là rumba hay là xì lô thì không có tác dụng gì hết. Đó, như vậy mình suy nghĩ kỹ. Cái câu hỏi đó Minh Khuê đặt ra. Và Minh Khuê cũng khoái uống trà sữa. Thì giờ muốn sợ mập, muốn sợ để tiêu hết cái năng lượng đó thì phải vậy đó.